Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thứ 6, ngày 5 tháng 7 năm 2019. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Tại cửa hàng Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương vừa về một chiếc xe Kia Forte sản xuất 2011. Chiếc xe có màu lông chuột. Kia Forte sản xuất 2011 đang có giá chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 393 triệu, bao rút hồ sơ. 393 triệu, bao rút hồ sơ. Các bạn quan tâm thì alo trực tiếp cho Dũng Audi theo hotline 0855 966 966. Xin nhắc lại 0855 966 966 để hỗ trợ tư vấn và được ưu đãi cái giá tốt nhất ở cửa hàng Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Đây là phần tổng thành ngoại thất của chiếc xe. Đầu tiên em sẽ đi một vòng xung quanh chiếc xe. Chiếc xe này bản Việt Nam, sản xuất 2011, đang có giá chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 393 triệu bao rút hồ sơ. Xe biển Hà Nội. Kia Forte sản xuất 2011 bản full, bản vô lăng tích hợp bàn phím, xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cục điện, cửa sổ nóc, máy 1.6. Đây là phần nội thất của chiếc xe. Đấy. Chiếc xe này nội thất thì nó có tông màu tối, màu đen. Tông màu nó hợp với cái màu ngoại thất của chiếc xe này. Đây ạ, gương kính chỉnh điện đấy ạ. Gương kính chỉnh điện, cục điện, vô lăng tích hợp bàn phím, gầy số thể thao trên vô lăng. Đây, gầy số đây. Đấy, gầy số thể thao đây. Chống trơn điện tử, cân bằng điện tử. Màn hình camera hành trình, cam lùi. Đấy. Cửa sổ nóc. Ghế da xịn, ngồi cực êm luôn. Đặc biệt là chiếc xe này đã được chủ nhân cũ của chiếc xe rất là giữ gìn. Đấy. Rất là giữ gìn. Được chủ xe độ thêm cái phần ốp inox ở bậc lên xuống cửa chân và cái bộ thảm lót sàn 3D cực đẹp. Nội thất con này rất là mới, cực đẹp luôn. Đấy. Xe cực đẹp. Keo chỉ cột kèo zin 100%. Chiếc xe này đang có giá chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 393 triệu bao rút hồ sơ. Kia Forte 2011 bản full. Ghế da đây. Ghế da xịn cực đẹp. Thảm lót sàn 3D. Đã trang bị rất là nhiều đồ chơi. Camera lùi, cam hành trình. Đấy, cửa sổ nóc. Đấy. Cửa sổ nóc đây. Nội thất rất là tươi và mới. Được chủ nhân gìn giữ rất là kỹ. Được giữ xe luôn. Sẽ quay qua phần cốp xe.
GTA option nó rất là nhiều. Cốp đây, phần cốp khá là rộng. Chiếc xe này đã được chủ nhân dán chống ồn nhé, lốp dự phòng, kích lốp, tay quay đầy đủ, đã được chủ nhân dán chống ồn rồi. Cốp khá rộng. Kia Forte sản xuất 2011, bản cửa sổ nóc, gầy số thể thao vô lăng, gương kính chỉnh điện, cục điện vô lăng, phanh ABS chống trơn điện tử, cân bằng điện tử, xe cực đẹp. Chiếc xe này đang có giá chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 393 triệu bao rút hồ sơ. 393 triệu bao rút hồ sơ. Quý anh chị nào quan tâm thì alo trực tiếp cho Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương theo hotline 0855 966 966. Em xin nhắc lại, hotline 0855 966 966 để hỗ trợ tư vấn và được nhận cái giá ưu đãi nhất tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần khoang máy. Đây là phần cabo. Chiếc xe này cột kèo keo chỉ zin 100%. Cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Thân vỏ và động cơ bán ra tại cửa hàng thì cam kết là nguyên bản. Đây là phần máy. Cực kỳ khô ráo luôn. Cực kỳ khô ráo. Xe bán ra tại Dũng Audi ô tô của Hải Dương là cam kết là động cơ và thân vỏ là nguyên bản, pháp lý là rõ ràng. Các bạn mua xe tại Dũng Audi ô tô của Hải Dương thì cứ yên tâm về pháp lý và chất lượng xe. Máy cực kỳ khô ráo. Xe bốc, chuyển số đều, gầm bệ chắc chắn. Kia Forte sản xuất 2011, 1.6 bản thể thao, gầy số thể thao trên vô lăng, vô lăng tích hợp bàn phím, xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử. Xe trang bị rất là nhiều tính năng hiện đại, đang được chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 393 triệu. Nếu anh chị quan tâm thì alo trực tiếp cho Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương theo hotline 0855 966 966 để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình và được nhận giá ưu đãi nhất. Em xin nhắc lại,
Vì anh chị quan tâm thì alo trực tiếp cho Dũng Audi theo hotline 0855 966 966. Đây là số điện thoại của Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Bây giờ em xin kết thúc video clip chi tiết chiếc xe Kia Frontier sản xuất 2011. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Em xin cảm ơn ạ.